Dạ em Thành Trung xin mến chào anh chị, rất vui được gặp lại cả nhà mình trên kênh Nhà Đất Bình Chánh Thành Trung. Thì lại tiếp tục hôm nay em sẽ mang đến cho anh chị mình những cái căn nhà giá rẻ, nhà đẹp, nhà mới nhất luôn nha. Thì trước mặt anh chị đây nè, đó là một cái dãy nhà 11 căn vừa mới có bên bên em Thành Trung luôn nha. Với một cái mức giá phải nói là nó cực kỳ là ok, ổn định luôn. Nhà thiết kế một trệt, một lửng, một lầu nè, mà giá chỉ hơn 600 triệu tí xíu thôi. Đặc biệt là bên Thành Trung có tặng nội thất nữa. Trước mặt anh chị mình đây là con đường, đường này là một con đường bê tông nha. Ở đây là sát bên ba cụm khu công nghiệp luôn, khu công nghiệp Vĩnh Lộc nè, khu công nghiệp Phúc Long nè và khu công nghiệp Tuần Đạo luôn. Đường này là đường xe tải đi thoải mái hàng ngày luôn, từ đây mình di chuyển khoảng 200 mét thôi là anh chị mình ra quốc lộ 1A rồi. Xung quanh và đây là quốc lộ 1A nha anh chị. Đó anh chị thấy nè, xe cộ quá trời luôn, quốc lộ mà. Xung quanh đây thì công ty xí nghiệp rất là nhiều luôn. Và như anh chị thấy trước mắt này, đây cái bãi khu công nghiệp Vĩnh Lộc. Nhà mình đó là sát bên cái khu công nghiệp Vĩnh Lộc luôn. Anh chị mình mà có làm công nhân á, hoặc là anh chị mình có muốn thay đổi chỗ ở, thay đổi việc làm á, thì xuống đây chọn căn nhà này rất là ok luôn. Với mức giá chỉ 620 triệu thôi. Một trệt, một lửng, một lầu, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh luôn. Gia đình 6 tới 8 người ở là dư sức luôn. Còn con đường vào nhà mình nè, đây anh chị coi, một con đường bê tông rất là to luôn nha. Đường này là xe tải ra vào dư sức luôn, tại vì trong đó nó cũng có mấy cái xí nghiệp lớn trong đó nữa. Đây, và sau đây em mời anh Trung, anh chị cùng em theo chân anh Trung nha, di chuyển vào trong để mình xem căn nhà mà hôm nay anh Trung giới thiệu cho anh chị thế nào. À rồi, xung quanh được một cái là nhà trọ rất là nhiều luôn nha. Bên đây một dãy nhà trọ lớn nè, bên đây cũng một dãy nhà trọ lớn nữa nè. Anh chị mình mua căn này về á, đôi khi mình không để ở á, mình có thể là để dành đầu tư kinh doanh cho thuê lại cũng rất là dễ dàng luôn. Tại vì á, nhà một trệt, một lửng, một lầu, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, có một không gian lửng nữa. Thì gia đình mình á, nếu mà đông thành viên á, có thể ở được từ 8 người luôn đó nha anh chị. À, tầng lửng cha mẹ lớn tuổi ở cũng được nè. Rõ trên kia có hai phòng riêng tư cho hai đứa con hoặc hai gia đình ở là cực kỳ tuyệt vời luôn nha. Thì cái căn góc mặt ngoài ở đây á, là nó được bán với giá là 1 tỷ 050 triệu và vẫn còn thương lượng. Hôm nay em Trung sẽ quay mấy căn ở trong cho anh chị mình xem nha. Thì ở trong đây thì với mức giá nó nhỉnh hơn, nó chỉ có 620 triệu một căn thôi. Căn số 2 thì cũng may mắn được bà con về đón nhận rồi, nó làm cửa rào rồi. Thì hôm nay em Trung sẽ review căn số 3 cho anh chị mình xem. Và đây là căn số 3 nha, với diện tích là ngang cho 4m, dài 6m nè, xây một trệt, một lửng, một lầu. Ở nhà cực kỳ cao ráo kiên cố luôn, tường cột riêng nè, đồng hồ điện, đồng hồ nước riêng luôn nha. Nhà cực kỳ sạch sẽ. Và sau đây em mời anh chị cùng em vào tham quan chi tiết nha. Đầu tiên á, ở ngoài nè, anh chị sẽ thấy á là gạch nè, nó là da gạch giả đá nha, mình lót lên cao tới trên luôn. Ngoài mình có làm một cái bàn thờ ông thiên nè, có sẵn đèn luôn cho anh chị mình có thể thờ cúng hàng ngày, đốt nhang chấm cúng nhà cửa luôn. Rồi, nhà được bảo vệ bằng cái lớp cửa bốn cánh nha, này cửa sắt nè, ở trong kính mờ nè, rất là chắc chắn luôn. Rồi, cái điểm mà đặc sắc nhất căn nhà mà em thích đó nha là lót gạch nè, xuyên suốt hết trơn luôn. Có một cái vách ngăn để ngăn cách phòng khách, phòng bếp nè. Trên đây mình có làm sẵn một cái trang thờ luôn, anh chị mình có thể là thờ các vị thần linh tổ tiên gia đình mình cũng rất là đẹp luôn. Đây, lót rất là sang sát luôn. Cái này hợp gen nha, tường riêng, cột riêng, anh chị mình vào sẽ cảm nhận căn nhà cực kỳ mát mẻ luôn. Tại trần rất là cao, khu vực này mình có thể để một cái bàn ăn nhỏ nhỏ nè. Rồi tiến vào tí xíu á, mình sẽ có một cái không gian bếp với là bếp hình chữ L nha. Bồn là bồn đôi inox và nước ở đây á, là nước thủy cục, nước riêng hết nha anh chị. Mình gần cụm khu công nghiệp, nước là nước thủy cục rất là mạnh luôn. Mình có sẵn tủ bếp trên là tủ bếp dưới nè. Ở đây mình cũng có trang thờ ông táo nữa. Nói chung là chủ nhà là rất là về cái mặt tâm linh nó rất là tin tưởng luôn, nên thiết kế một cái nhà nói chung là có sẵn hết cho anh chị mình luôn. Rồi phía dưới cầu thang nè, mình sẽ có một cái sàn nước nhỏ nhỏ đây, nó cho anh chị mình rửa chén rửa bát làm cá ở đây, nó cũng đỡ tanh đỡ hôi nè. Rồi phía bên này thì mình có ống cấp nước, ống xả nước để anh chị mình để máy giặt ở đây, cực kỳ thuận lợi luôn. Rồi bên phía tay phải em Trung á là mình có một nhà vệ sinh ở trên lót gạch cao tới trần luôn, ở dưới là chống nhám nha. Rồi cửa là cửa nhôm kính mờ, cực kỳ ok. Và em Trung xin mời cả nhà mình cùng di chuyển lên một bậc thang để mình có thể lên tầng gác lửng nha. Cầu thang là bằng tay vịn á, là bằng inox nè. Rồi cái mặt cầu thang của mình là bằng đá hoa cương hết toàn bộ luôn, tải lực được nè, đi không trơn trượt nữa, cũng sạch sẽ dễ dàng lau chùi nữa. Thêm một cái nữa là cầu thang anh chị thấy không, lót gạch bên hông luôn nè, nó cực kỳ sạch sẽ luôn, đi lên mình vịn cũng không dơ tường nữa. Và đây là cái không gian tầng gác lửng của mình, anh chị thấy không, nhà có tầng gác lửng á, mình có thể là để bộ bàn ở đây nè, mình có thể là tiếp khách ở đây nè, rồi hoặc là chiều chiều tối tối gia đình cùng xung vầy ở đây ngồi ăn uống nói chuyện rồi coi tivi đọc sách được kia cũng rất ok luôn, làm góc học tập cho con em mình nữa thì quá tuyệt vời luôn nha. Rồi em Trung xin mời anh chị cùng lên một tầng nữa để mình tham quan tầng trên. Tầng trên của mình thì nó sẽ có hai phòng và một nhà vệ sinh nha, vẫn ta lĩnh inox nè, cầu thang cũng bằng đá hoa cương luôn. Thì nhà của mình là nó gần khu công nghiệp Vĩnh Lộc nha anh chị, từ khu công nghiệp Vĩnh Lộc mình quẹo vô tầm khoảng vài trăm mét là tới thôi.
xây cho 100% đất thổ, không quy hoạch, không tranh chấp gì hết, và đất là đất thổ cư nha, không phải đất công nghiệp nha, anh chị yên tâm. Gặp rồi, lót xuyên suốt cả căn nhà luôn. Trên này mình có cái nhà vệ sinh ở đây cho mình sử dụng chung ở trên tầng trên nè. Đó, anh chị thấy không, lót gạch đầy đủ trơn luôn. Rồi đây, phòng ngủ cũng vậy nè, có thiết kế sẵn một cái giường nhỏ nhỏ xinh xinh cho gia đình mình luôn nha. Anh chị thấy thích nhất luôn á, đi tới đâu cũng lót gạch sạch sẽ chứ á. Giá chỉ có hơn 600 triệu tí xíu thôi mà nhà cửa sạch sẽ từ trên xuống dưới luôn. Nói chung anh chị mua căn này về ở cũng ngon, mà anh chị mình để cho thuê lại cũng ngon nữa. Rồi, và tiếp theo đây là một cái phòng ngoài trước, thì giống như đầu video anh Trung đã nói đó, nhà mình hai phòng ngủ, một tầng gác lửng, ở đây một gia đình, phòng kia gia đình, tầng gác lửng á, cô chú anh chị lớn tuổi ở đây ngủ luôn rồi, rất là tuyệt vời luôn. Rồi, ngoài đây thì cái phòng này nó có ban công nữa. Và anh chị nhìn nè, cái mái tôn trước mặt mình nè là nguyên một cái khu nhà trọ luôn. Đó, bên đó cũng là nhà trọ khu công nghiệp nè. Đằng xa xa đó anh chị nhìn nó là, tại vì camera nó không quay xa không được, chứ ngoài đó là khu công nghiệp Vĩnh Lộc đó nha anh chị. Rồi bên phía tay phải nữa nè, đó bên này người ta cũng đang xây biệt thự quá trời luôn. Nói chung khu này ở cực kỳ ok luôn, gần quốc lộ 1A mà đường ô tô nữa. Sau khi anh chị mình đã tham quan hết căn nhà rồi á, thì em Trung xin tổng hợp lại một số thông tin của nhà nha. Căn nhà có diện tích là ngang cho 4m nè, dài cho 6m, xây một trệt, một lửng, một lầu, gồm có hai nhà ngủ, hai phòng ngủ nè, hai nhà vệ sinh luôn, có hướng đông nam và hướng đông bắc nha anh chị, với mức giá chỉ đúng ở trong này 620 triệu còn thương lượng. Căn ở ngoài thì giá là 1 tỷ 050 triệu vẫn còn thương lượng luôn nha. Nhà thì gần khu công nghiệp Vĩnh Lộc luôn. Từ đây anh chị mình di chuyển ra quốc lộ 1A đâu đó tầm khoảng 200m là tới rồi. Còn nếu mà anh chị mình không biết khu công nghiệp Vĩnh Lộc ở đâu á, thì anh chị mình cứ chạy xuống ngay chợ Bình Chánh, rồi mình di chuyển tầm khoảng 5km nữa là mình sẽ tới khu công nghiệp Vĩnh Lộc. Hoặc anh chị tới chợ Bình Chánh có thể alo cho em Trung vào dẫn anh chị mình đi xem luôn nha. Rồi nếu mà anh chị mà có coi video này á, thì em Trung xin hứa anh chị mà mua nhà bên em á, em sẽ tặng thêm cho anh chị một số món đồ nội thất nữa đó, để chúc mừng già mới gia đình mình mới luôn. Thì cái khoảng gác lửng này ông bà cô chú mình có thể ở nè, ở trên có phòng, hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh nữa, có hai gia đình ở nữa. Nhà này có thể là từ 6-8 thành viên ở là dư sức luôn nha. Và em Trung xin cảm ơn anh chị nãy giờ đã xem hết video của em. Nếu anh chị thấy hay cho em Trung xin một like cũng như đăng ký kênh để có thể là mình theo dõi những căn nhà mới nhất, nhà đẹp nhất bên em Thành Trung luôn nha. Và em Trung cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo.